2, 3, vô. Trời ơi. Rồi, 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 vô uống lẹ đi. Rồi, vô. 1, 1 2, 3. Rồi, móc tay, móc tay. Móc tay vô đó. Rồi, uống đi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay lên cái gì ơi. Cái gì mà đứt nữa má ơi. Được chưa? Vui vẻ chưa? Rồi, vô trong động phòng luôn đi. Thôi em, lát nữa ra ẵm cô dâu vô mới được. Phong tục của bên tôi ẵm cô dâu lên. Cô dâu đúng rồi. Ẵm đi. Ẵm lên. Trời ơi. Cổng vô luôn từ đi. Từ từ nha, có chưa không phải động phòng mà động quan giờ. Ẵm vô. Cái gì? Ây da. Ôi trời ơi. Cô dâu, dâu mèo lại. Má quá. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cô dâu. Cái gì? Cô cái cục gì cưng quá. Được rồi, tôi tác hợp. Vì ngày xưa thằng trai với lại con gái mẹ của nó đó là cũng là tôi tác hợp luôn đó. Vậy cho cái mẹ nó là bạn tôi nó có gì cũng không cảm đó, ở dưới quê ta chân chất vậy đó. Rồi bây giờ cũng không làm mất thời gian của quý vị đó. Chào đón nhà trai chú rể và nhà gái cô dâu, một chàng pháo tay cho nhà gái trước đi ạ. Nhà trai tôi già cũng hơi lẩm cẩm quý vị. Rồi một chàng pháo tay cho nhà trai, vỗ tay lên bà con ta. Ủa nhà trai đi từ cái ngõ nào vậy trời? Ngõ này nha, ngõ này nha. Quá tụi bay, tụi bay qua bên đây, tụi bay coi nè, tụi đó nè, tụi đó ra bên đây nè. Điện thoại của con má má còn ở chữ dạ tụi em dạ 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 chị là qua đây chú rể má đó hả? Má đó dạ má ơi, người ta người nước ngoài, con là phiên dịch thôi. Người nước ngoài Việt Nam đó. Ở đây là đâu, ở đâu về mà nước mặt chú rể giống con chó sóc vậy rồi. Ở đâu về vậy chị hả? Ở đâu về? Đài Loan. Hồi cách ly 14 ngày chưa? Cách ly 15 ngày luôn rồi. Đây là hai chị cháu nó có Đài Loan về. Rồi kính thưa dạ quan viên hai họ, ngay bây giờ thì có lẽ là xin mời đại diện chị của chú rể sẽ có đôi lời phát biểu nha. Cho mượn cái micro chị nha. Đây nè, nói gì nói đi con. Trời con nói đi con là cái gì, con là cái gì? Gì của chú rể. Gì mà trẻ dữ vậy con? Nói đâu nói đi tôi dịch cho, nói đi tôi dịch cho. Ta chẳng hào là cả sĩ khổ phong phong xuyên tinh kinh cũng tố cũng cung cung có kỹ cây không xe cải kỳ cú trụ chinh hẳn tay giải có cỏ xong cỏ khi xe cỏ cố chinh trận cưng cưng cung kiện đi cưng cưng cũng chinh thầy có cổ cũng chinh kiện con. Dạ cái quý vị không hiểu đúng không ạ? Dạ để em dịch thưa quý vị. Bà nội cha mày. Trời ơi, cái gì nói thôi, cái gì mà nói thôi. Dạ không, Google nó dịch, cái đó dịch sai. Dạ chị, again. Again. Bố mụ nội cha mày cái mụ nói lại còn nghĩ kỳ cân cân còn chi tiền tiên còn không thông thì tiên ca chung còn cùng đủ rồi. Nó nói là xin chào hảo là hảo 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 là thèm mì hảo 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 ở bố bố nói bố bố đó chi qua qua á chị chi qua qua khổng lê khổng. Rồi bây giờ mời chú rể chia cùng sang cản trung chiên của bảng cùng thả cả chi mẹ phủ cùng sang bao chưa kẻ thẻ chim chích mẹ với khủ nà. Má ơi, mẹ nó thằng chú rể nó nói cái gì mà tao nghe chích mẹ trong. À chú rể nó làm
mẹ đã mất rồi mới có cái câu mà chết mẹ ra. À là mẹ mất rồi. Mẫu à, mẫu mẫu chia phang khuôn sẽ là chia phang phụ đàn hồi nát chia má khuôn sẽ là đi tuổi ra. Ở đây có ai hồi nát? Vậy chắc là cô mẫu mẫu hỏi say nát là cũng say sẽ mẫu cô sẽ đi tuổi ra. Nó nói cái gì mà đợt thúi? Cái gì mà đợt thúi sai? Chị mà xoay lại khách thìa bà chú con ra nào? Mùi mắm tôm không xin nào? Mùi mắm tôm không xin nào là đứa nào đợt cho mùi mắm tôm? Mù à, táo à, mù à. Thìa cháu cháu à. Thìa cháu cháu à, mù à. Chú mù à. Xem. Em cô dâu hồi nãy kêu ăn hộp dưa với hộp mít ở dưới bà con nó chết. Trời ơi. Bây giờ giới thiệu, bây giờ nè, để chú rể giới thiệu một lần cuối cùng rồi tôi dịch ra cho nó rõ ràng. Rồi, giới thiệu đi, tôi dịch cho. Ây da ngọ tên là Trúng chính thăng chinh cung chinh 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 nà nà khùng khùng xin xin. Trời ơi, đó trúng thu quá rồi, gì mà tổng tổng dinh dinh má. Ây da, con mẹ này cái miệng nó thui qua trời không chịu lợi luôn. Hay 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 ha, mày nói được tiếng Việt thì thôi mày nói luôn đi. Tao nói được hết ca, mà tại vì tao qua đây tao muốn làm cái gì đó mới mới lạ lạ chứ mọi người thì. À, bây giờ cô dâu của ngọ đâu? Cô dâu đâu? Ây da, đừng có nói là cô dâu của ngọ nhốt trong cái chuồng heo à. Nha không? Đâu cô dâu của ngọ đâu? Bây giờ mời cô dâu ra đi. Rồi, bà con cô bác, quan viên hay họ cho một tràng pháo tay thật lớn chào đón cô dâu. Cái kèo này ngon lắm. Cô dâu đẹp ơi là đẹp. Cô dâu đẹp ơi. Cô dâu ơi, cô dâu. Trời đi ra con má ơi, cô dâu. Cô dâu. Bên đây là cha cô dâu. Cha cô dâu không? À, chào con, chào nghĩa phụ à. Bảy thả, cậu bảy. À, cậu bảy. Cậu bảy hàng xóm của cô dâu. Cô dâu lại lè. Ây da, cô dâu nè. Ủa sao cô dâu? Trời ơi, bồ cái. Nói nghe, nói nghe. Cưới cô dâu này lợi lắm. Về chưa kịp chơi mà có bầu sẵn rồi. Ây da, cái đó là một cái liệu thắc mắc. Cái bụng có bự sẵn mà có bầu sẵn rồi. Tại sao mà cô dâu có chữa chứ? Ngọ chưa có rẫm mà. Bà mai mối cái kiểu gì vậy? Bà mai mối. Không. Cái này đâu phải. Cái bụng bà có đâu nãy đợi là thằng trai qua cái ăn nhiều quá nó hơi bị no. Vậy là chiếc mẹ khổ rồi. Không thấy sao bụng bự về mình hút mỡ từ từ nó xẹp nha. Rồi thôi bây giờ giặt khăn ra đi đó, rồi vô đút lưỡi luôn. Rồi mở khăn ra nhạc nước xẹp đó nè. 1, 2, 3 giặt đầu ra. Cái gì giặt đầu? Trời ơi rồi. Ủa chú để lé hả? Ây da, sao cô dâu này già quá vậy? Vậy chứ cái mặt này trẻ ha thằng quỷ. Làm lễ cái gì ấy, cho cô dâu chú dễ. Một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị ơi? Rồi. Trời ơi, lỡ tay đi quý vị ơi. Linh đình quá cuộc đời 30 năm chưa bao giờ thấy một cái đám cưới nào linh đình như đám cưới này. Rồi, hôn ly. Mười mấy năm nay rồi mới có quặm lực bánh bèo. Chứ bây giờ ngọ có quặm mẹ cho nó xong. Trời ơi má ơi. Rồi một lễ xíu nữa mình làm lễ luôn. Rồi bây giờ là mình kêu số đi. Rồi hai vợ chồng vô khung tranh đứng đi. Rồi bữa nay gia đình không có đủ tiền rồi mua chụp hình. Hai vợ chồng vô đứng trong bức tranh đi rồi. Đẹp quá trời rồi đứng luôn 15 phút đi. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta bắt đầu giờ số. Cô dâu chú rể sẽ đứng không nhúc nhích 15 phút cho quý vị. Yeah. Giờ số quý vị ơi. Giờ số bà con cô bác ơi. Ai chưa có vé đầu tiên vé liền nha. Bữa nay là phải chơi hết mình nha quý vị. Đó. Mà mấy chế liệu hỏi dùm em đi bà con bác ơi. Xoay dị da. 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 Xoay dị da.
cho khỏe ha.
phong bao lì xì, một phần quà trị giá 1 triệu đồng. Và kèm theo đó là một hộp khẩu trang của một người thì chị. Rồi cảm ơn chị gái rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, chúng ta đến với dòng lệ mới. Đây là năm phân vàng của chú rể đem qua. Vui lên chú rể chơi. Vui vẻ lên hai đứa. Và năm phân vàng một chiếc nhẫn thưa quý vị nha. Và dòng loại này quý vị khán giả sẽ là những người quay số và kiểm số luôn. Để tạo sự công bằng nhất, tụi em sẽ không đụng vào lòng cầu thưa quý vị. Vì đây là dòng loại giá trị giải thưởng rất là cao ha. Với 30.000 đồng một lá vé chúng ta sẽ nhận về cho mình. Đó chính là 5 vân vàng BNG. Và đây quý vị sẽ được tặng một cuốn sổ khi mà quý vị mua vàng tại BNG luôn. Nhà giấy chứng nhận trong đây nha quý vị nha. Đó, rất là sang chảnh. Và đặc biệt là dịp gần Tết mà mình trúng thưởng trúng vàng rất là may mắn thưa quý vị. Rồi, với 30.000 đồng là vé, cô chú chị nào mà chưa có vé cứ mang vàng cho tay lên. Rồi cô dâu chú rể đứng đó nữa đi nha. Trời ơi, làm lễ. Làm lễ đi ha. Rồi, phải làm lễ. Dạ, trước khi mà tụi em sổ số tiền xin cho mời làm lễ. Rồi, mời cô hồn giả quỷ qua đây. Gì đó hả? À gì, à, trai tài gái sắc. Trời quỷ, ơi, quỷ chủ hôn này đâm ban, mình sợ. Cô hồn giả quỷ. Trời ơi. Chú rể vui vẻ lên thôi. Đầu trâu đứng bên đây mặt ngựa, đứng bên đây. Gì đầu trâu mặt ngựa. Ôi, trai tài đứng bên đây, gái sắc đứng bên đây. À, rồi bây giờ là gì trước nè thì á, cô dâu chú rể sẽ bắt đầu tiến về tháp rượu. Ồ, cái tháp rượu sàn dữ ha. Tháp rượu. Ờ, cái tháp rượu và bắt đầu rót rượu. Rồi, mời cô dâu chú rể. Ây da, ngồi bỏ biết bao nhiêu tiền lại làm cái đám cưới này mà cuối cùng nó lấy có ba cái ly. Còn mà lại mày chứ mày mày chưa có kể ngủ không có lấy xì tiền làm sao. Ủa, trời ơi, nó kêu tổ chức nguyên cái đám cưới nó đưa 1.2 triệu. Nó đưa có 1.2 triệu à. Mà nó kêu là đám cưới dình dàng. Trời ơi, nó nói tao lấy ngọ bên lứt lứt của ngọ 1.2 triệu là nó lớn vô cùng. Mà bây giờ tụi mày vẫn mặc với ngọ hả? Nó tả ly xị mà. Mày bắt giá thứ vẻ về giót đi kìa. Trời ơi là trời. Ây da, anh gây, dây phút lướt rượu. Xin phút lướt rượu. Giỏ ta lắm quý vị ơi. Ngộ vậy mẹ hạnh phúc quá các con ơi. Rớt đi. Ủa trời ơi, màu sao vậy nè, xem à, ngồi con ngọt bỏ biết bao nhiêu từng ga lây rồi mà ngồi gót ở trên đường thường gót ở trên lao sẽ buồn khơi, nhưng mà cái này khơi nó không có bung ở đây, nó bung ở dưới là sao? Má ơi, má không có đủ tiền mua cái cục đá khói. Má ơi, trời ơi, ta mướn cái máy khói 7 triệu. Thấy mẹ rồi, có mấy con lại dựng mặt. Trời ơi, bỏ qua cái khâu đó đi. À, mình qua mình cái bánh kem. Vừa thấy là ly thứ nghi thức rót rượu đã xong. Bây giờ mới nghi thức cắt bánh kem nha quý vị nha. Từ từ cắt bánh kem nha. Rồi, hồi hộp và chờ đợi cô dâu chú rể cùng cắt bánh kem. Rồi, cắt đi. Mà cắt bánh kem thì vẫn được. Mà tại sao tay của cô dâu giống đàn ông quá vậy? Quỷ nè. Trời ơi, cô dâu giỏi nước kìa. Cắt đi kìa. Nhà, cắt đi. Trời ơi, cái gì vậy? Đây cái gì? Trời ơi, cắt đi, cắt được rồi. Cà ba. Trời ơi, cắt đi. Cắt bộ thân tôi. Đưa mất 1.2 triệu đòi bánh kem thiệt. À, bà nội ơi, cái bánh kem ta bằng cái thùng mút. Trời ơi, cắt đi, mệt mày quá à. Đây. Trời ơi, đưa đây cho tôi. Đưa đây trả đây cha. Đưa đây. Trời ơi, cái bánh kem gì nè chị ơi. Cái bánh kem. Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi, trời đi cắt vô đi má. Mày hồng đồng hả? Mày muối bóng hả? Rồi. Rồi đứa nào uống luôn của người ta rồi. Ai uống? Trời ơi, trụ dâu bôi của người ta, hai quỷ đều uống. Trời ơi là trời. Quý gì cơ? Bà nội. Ai uống? Bà sắp xếp cái đám quý này không có ổn nha. Rồi, được, đưa liền giờ nè. Đó, rồi, nè hai vợ chồng uống đi. Đừng, rồi. Rồi, đưa lên. Rồi, 1, 2, 3, vô. Trời ơi. Rồi, vô uống lẹ đi. Rồi, vô. 1, 2, 3. Móc tay vô đó. Rồi, uống đi. Vỗ tay, bà con mua bánh. Vỗ tay lên cái gì. Cái gì mà đứt nữa má ơi. Đây, cha bá này. Trời ơi là trời. Được chưa? Vui vẻ chưa? Rồi, vô trong động phòng luôn đi. Rồi em, lát nữa ra ẩm cô dâu vô mới được.
phong tục của bên cô ẩm cô dâu lên. Cô dâu đúng rồi. Ẩm đi. Ẩm lên. Trời ơi. Động vô luôn từ đi. Từ từ nha, nó chưa không phải động bằng mà đập quan giờ. Ẩm vô. Cái gì? Ây da. Ôi trời ơi. Cô dâu giống mèo lại. Quá quá. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cô dâu. Cái gì? Có cái cục gì cưng quá. Cô dâu có cái cục gì cấm cứng quá. Ai ngựa cấm chi? Cho nó cấm coi, coi lũng cái áo vét kìa. Cái áo vét lũng một lỗ kìa, bị nám kìa. Trời ơi là trời. Dạ thú vị, lát nữa thì mình coi tới cái màn tiếp theo là màn động phòng như cái gì nha. Còn bây giờ 30 ngàn một lát đi. Gì? Cái gì? Ê mày bị ung bướu hả? Mày nhỏ là trời, trời ơi là trời. Trời ơi đi. Hồi đó giờ tao có heo thừa vú nha. Mày là bà già thừa vú nó bị bốn cái như vậy. Cái sữa nó sao nó lên tới được vậy? Ê cổ vậy. Sữa nào nó bị bốn cổ gì? Ôi sao bây giờ á, mình mời bà con cô bác ngồi yên tại chỗ. Ai dạ. Chưa có chỗ ngồi thì vô kiếm chỗ ngồi à. Ở trên đây chúng em còn ghế nhiều lắm hả? Dạ cái thưa quý vị, và 30 ngàn đồng là vé trong loại này. Với 5 phần vàng của chú chị nào mình chưa có vé cái mình dành cho tay lên. Có ai đã có vé rồi xin mời vị chúng ta bắt đầu. Dạ số nhạc tiếp nhạc tiếp luôn anh. Ai chưa có vé cứ giơ tay lên giùm em nếu vì tiền chưa sợ vậy nha. Hey. Là ai chưa làm vé đi vé kìa, vé vé kìa. Dạ chỉ có 30 ngàn đồng một lần vé, vé đây nè. Chạy với tiền của em luôn mà, tiền của em dân của em luôn chứ. Gì ra mày gì đây, mấy gì đây mày, gì mà có sức gì ra mày gì ra. Con cái gì ra mày gì ra, ai thương tình một xuân mưa dựng cho em. Anh em đây em bán 30 ngàn. Mời anh thương tình mơ giúp cùng với em. Ở dưới ấp thương tay em bán cá sơn đỏ. Ai thương tình mưa cho em thương tình cảm ơn. Gì đây mày gì ra, con cái gì ra mày gì ra, con sức gì ra. Con cái gì đây mày gì ra, con sức gì đây ai chưa có vé. Giờ ta nhìn kiếm sống gì ra. Mời nó đi hỏi cô từ ra với mấy ở trên. Rồi kính thưa quý vị, và ngay bây giờ tụi em xin phép được mời hai vị khán giả sẽ bước lên sân khấu để chúng ta quay số. Một người sẽ quay banh, một người sẽ kiểm số coi là tụi em hát có đúng hay không thưa quý vị nha. Dạ đúng rồi ạ. Để tránh tình trạng đó là nói tụi em chơi ăn gian hoặc là tụi em sổ cho người nhà tụi em trúng thì rất là tội nghiệp tụi em. Bởi vì tụi em sổ ra là để cho khán giả trúng. Đây là những lá vé mà tiền quý vị mua thưa quý vị. Đó. Rồi, và gia đình nào đi 3-4 người trở lên giùm em. Chứ đi lẻ 1-2 người thì em không mời được nha. Rồi, em mời thì... anh lên luôn đi ạ. Dạ rồi, mời anh lên. Em mời anh lên đây ạ. Dạ, chứ để quý vị nói là đi lẻ 1-2 người á, là người nhà tụi em gài xuống rồi lên quay cũng dạ, bên đây, đây có ai không ạ? Dạ, em mời một bạn nữ đi ạ. Bên đây có rồi, thôi bên dạ, đây một người nữ. 4 người ở giữa nè, có xung phong ai lên được không? Một người lên quay. Lên đây đi ạ, lên đây đi ạ. Dạ trời ok, quay rồi kiểm cờ giùm em coi tụi em kêu con số đó có đúng hay không thì tụi em đưa số vô nha, để tránh tình trạng là nói tụi em ăn gian. Dạ thấy rồi anh, lát ảnh bóc ra cho anh nha. Trời lòng cầu này 60 con em thề quý vị luôn nha, cho dù có người quen lên đây quay cũng không có thể nào lựa được con nào ra hết trơn. Đúng rồi đúng rồi, 60 con nó ngẫu nhiên hết thưa đúng quý vị. Rồi 60 con được miss ngẫu nhiên trong lòng cầu thưa quý vị nha. Tụi em đã chơi BD 35 năm nhưng chưa bao giờ kiểm được con số nào ra thưa quý vị. Rồi và ngay bây giờ dòng loại này xin phép được bắt đầu. Kính chúc quý vị sẽ gặp nhiều may mắn và 5 phân vàng sẽ thuộc về ai. Xin mời vị tập trung hướng mắt về sân khấu bắt đầu. Giờ Cô sẽ gì ra mấy, gì ra, cô sẽ gì ra. Cô
chị ra đi chắc bò cầu cây rồi không là thì to bò bò đi em lấy cái gì cũng hát cho bò bò con bò nó chạy đi vô bắt đầu em kêu lô tô số chị đây mấy chị ra mấy chị ra mấy chị ra rồi số chị ra em nhá số chị bao nhiêu người vô đây là vui của em là những ngôi sao bao chân em chẳng có bao tay em mãi đời đời em mãi đời đời em mãi đời đời Việt Nam còn mười tám số dưỡng sớm gì đây mà không biết gì chẳng mà ai sao trước không lên coi đừng là quốc do thầy tài lớn đồng tiền mà tiền thêm và các cuốn lên giúp nhau một kế hoạch đừng tin không rõ trăm chỗ đang mong con ba mươi lăm mê ba mươi lăm số gì đã có năm gì đã năm gì ra năm gì đã năm gì đã năm gì ra dìu dàng bàn tay thiếu hiếu trên đến trong mơ mà từng giờ dàng em quay to sẽ rất thơ thơ bằng tròn niềm vui ngọc mắt mùa đào dáng con ta mắt thêm chữ là năm mươi ba mười gì ra người gì ra người gì ra có người gì ra giáo kim mặc đón lớp gì mà mặc đen hết bao mặc vàng vàng tươi mà như ngày xưa là thằng tôi để mặc trắng mà dù sao mà tôi hoa nào mắt xanh mà rau cỏ trong năm tôi đó là tôi cố mô chào đó là cao đao được chơi mà lòng tôi năm mười một bữa gặp nhớ tôi đến mười một chậm nhớ đôi người một ngôi sao kỳ ra mây kỳ đây mây kỳ đi mây kỳ đi mây kỳ đi ngủ đi ăn một giấc mơ thần tiên đứng được nguyên con tới mười còn một người còn đứa nghe con tới mấy kỳ đây con mấy kỳ đây ở dưới vơi làm ăn mà màu cá em lên Sài Gòn em đi bán sữa tươi một con sáu mươi trường hợp kinh phong kinh vật lừa gạt lão nha rồi 47 kinh nè rồi xin chúc mừng đi đến ăn đám cưới thì được kiếm quà nữa rồi cho số chị điện kia qua 47 rồi 47 anh ơi em xin anh dò giùm em nha rồi ở đây nè rồi vòng loại tiếp theo vẫn sẽ là vòng loại đặc biệt 30.000 đồng nha quý vị nha 47 có 1 53 có 2 26 có 3 này chúng mấy đấy 18 con cờ hên rồi 18 26 47 và 53 đầy đủ hoàn toàn hợp lệ rồi xin chúc mừng cho anh trai rồi em chúc mừng anh nha và anh trai và chị gái hỗ trợ quay làm cầu mỗi người xin nhận về cho mình một phần quà đó chính là một hộp khẩu trang để bảo vệ sức khỏe vâng xin cảm ơn anh rất là nhiều và ở vòng loại này xin chúc mừng anh đã nhận về cho mình đó chính là 5 phân vàng rồi xin mời người đẹp Phạm Phương trao phần quà 5 phân vàng cho anh trai trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi anh kiểm tra lại nha. Đó, vừa có vàng rồi có giấy kiểm nhận của công ty BNC đàng hoàng nha anh nha. À, nếu mà kiểm tra mà chắc ăn nữa là lấy vàng ra cắn à. À cắn. Rồi, nhớ ủng hộ chế cho tụi em nữa nha. Thế là trong lợi dưỡng là 30.000 đồng. 30